Đây rồi, vâng. SH2020, một trong những cái thay đổi chúng ta nhìn thấy ngay bây giờ là ở phần đầu xe, phải không các bạn? Trước đây ở cái thế hệ SH tiền nhiệm thì những vấn đề mà chúng ta thường gặp phải như dàn nhựa bị rung, rồi bộ côn, rồi láp có hú, thì không biết rằng ở trên Honda SH2020 những vấn đề đó được cải thiện hay chưa. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ở những cái video đánh giá sau. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái phong cách thiết kế mới, những cái trang bị mới ở trên mẫu xe này. Vâng, mời các bạn tiến lại gần hơn với Honda SH2020. Đây là phiên bản 150i các bạn ạ. Tôi sẽ xin phép bật cái đèn này lên một chút. Đây. Điểm nhấn chính ở phần đầu xe bây giờ chúng ta đã có những sự thay đổi. Tạm thời chúng ta sẽ chưa bàn luận tới việc nó xấu đẹp như thế nào nhé. Bởi vì là những cái phong cách thiết kế mới, những cái xu hướng thiết kế mới, những cái trang bị mới ở trên mẫu xe này sẽ là những cái mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi ngay bây giờ. Phần đầu xe giống như những mẫu điện thoại smartphone hiện đại bây giờ, chắc chắn là những cái thiết kế đưa cái phần đèn được tách biệt ra như thế này sẽ gây rất nhiều tranh cãi, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả các bạn ạ. Đèn pha bây giờ đã được đưa xuống phía dưới. Ở bên trên đây, nơi mà trước đây là đèn pha thì bây giờ chỉ còn duy nhất giải đèn LED định vị ban ngày với cái thiết kế khá là cho chúng ta cái cảm giác nó robot, nó hiện đại, nó hầm hố. Nơi hai giải đèn LED bây giờ, trước đây thì bây giờ sẽ là viền chrome ở đây, rồi ở bên trên đây sẽ là đèn xi nhan. Đấy. Vẫn là cái kiểu thiết kế, nếu mà chúng ta nhìn trực diện thì nó sẽ theo hình chữ H kéo từ bên trên này xuống đèn pha. Đó, và kéo dài xuống phía yếm phía dưới này. Cái kiểu cách thiết kế này thì nó đã đi vào truyền thống của Honda rồi. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có cặp phuộc, và cặp phuộc này thì các bạn hãy cứ yên tâm là được trang bị phuộc của Showa. Đó. Và phía dưới hệ thống phanh đĩa cùng với cả công nghệ phanh ABS chúng ta cũng có được trang bị ở đấy luôn. Phần giá bán thì chính xác tôi sẽ để từng phiên bản ở ngay phía cuối clip, các bạn hãy cứ theo dõi nhé. Với hệ thống công nghệ đèn pha, đèn xi nhan, đèn định vị ban ngày cả trước cả sau thì chúng ta đã được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED rồi. Với cái kiểu thiết kế như thế này thì tôi nghĩ rằng Honda SH2020 tạo ra được cái sự khác biệt nhiều so với cả những cái thế hệ trước đây. Rồi, mời các bạn tiến sang phần hông xe một chút. Ở đây, những cái phần mảng vuốt, ốp ngang trước đây ít điểm nhấn, ít đường cắt, ít nếp, thì bây giờ chúng ta đã có nhiều những cái nếp gấp, nếp cắt hơn, tạo cho cái phần ngang xe nó có được thêm những cái tính khí động học. Đó. Phần động cơ, đây sẽ là cái điểm mà chúng ta sẽ quan tâm nhất khi mà nhắc tới Honda SH2020. Hệ thống động cơ với cái tên mã hiệu là ESP Plus. Vâng. Theo như thông tin mà tôi nắm được thì khối động cơ này ở phiên bản 150 và cả phiên bản 125 đều được tinh chỉnh lại và có cái thông số là tăng khoảng 2 mã lực so với cả những thế hệ tiền nhiệm. Rồi. Bây giờ cái điểm mà chúng ta sẽ cùng cảm thấy là nó ấn tượng các bạn ạ. Đây, tôi xin phép đi sang bên kia để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn một chút. Đây. Mặt đồng hồ bây giờ chúng ta đã có hai màn hình LCD. Đây. Ở chính giữa của cái phần màn hình bên trên này thì chúng ta có hiển thị vận tốc này. Ở phía dưới thì có điện bình đầy đủ này. Rồi lượng nhiên liệu trong bình còn lại này. Rồi hệ thống đèn xi nhan ở đây. Đó. Rồi đây, các bạn biết đây không ạ? Đây chính là đèn báo hệ thống HSTC. Đó. Phía dưới đây chúng ta có đồng hồ chip. Đấy. Và nếu như mà chúng ta nhìn trực diện từ phần trên xuống vào cái khu vực đồng hồ này thì có lẽ các bạn sẽ liên tưởng tới một số những cái mẫu xe tay ga khác của nhà Honda. Tôi sẽ không tiện nhắc tới, các bạn có thể bình luận hay comment ngay phía dưới video này. Mỗi người có một cái nhận xét, có một cái bình luận để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều hơn về mẫu xe mới của nhà Honda nhé. Đây, ở ngay bên
cụm vị trí ở bên tay trái chúng ta sẽ có nút đèn này, đây nút passing ở đây. Rồi ở đây chúng ta có nút còi và cái hệ thống nút để điều chỉnh cái màn hình ở chính giữa trung tâm. Tiếp dưới là hệ thống đèn xi nhan. Có khá nhiều những cái tranh cãi của mọi người chia sẻ rằng là tại sao mà những cái mẫu xe Honda từ những cái năm gần đây thì họ chuyển cái nút hệ thống còi từ phía dưới này lên phía trên. Nó sẽ tạo chúng ta một cái khó xử lý hơn khi mà chúng ta thao tác, nhưng không. Đối với những cái mẫu xe của nhà Honda và ở trên thế giới cũng vậy thôi, là họ rất là hạn chế dùng còi. Bởi vì là cái việc mà chúng ta bấm còi quá nhiều ở trong thành phố ấy, gây người khác, những người tham gia giao thông khác ấy, cái sự ảnh hưởng rất là khó chịu. Cho nên là họ đã có một sự tinh chỉnh nhỏ nhé để khi chúng ta dùng chúng ta thuận tiện hơn trong cái vấn đề đi di chuyển và hạn chế sử dụng còi thôi. Bên đây chúng ta có hệ thống nút đề này cũng như là cái hệ thống idling stop. Đó. Cái hệ thống này thì các bạn đã quen thuộc ở trên những cái mẫu xe Honda rồi. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có khóa điện smart key ở đây. Với cái hệ thống khóa điện Smart Key này thì có một cái thay đổi, tức là cái việc mà chúng ta mở nắp bình xăng ấy, bề chúng ta đổ xăng nó dễ hơn rồi các bạn ạ. Chúng ta không phải mở cốp xe ra nữa. Ngay khi chúng ta ấn vào đây thì sao ạ? Đây, chúng ta ấn vào đây, nắp bình xăng đã được chuyển xuống phía dưới này các bạn ơi. Ồ, tôi chưa thể mở được nắp bình xăng, nhưng mà đây, nắp bình xăng ở đây. Và cái hệ thống ổ sạc điện ở trên những cái mẫu xe của SH trước đây ấy, nó là dạng sạc tẩu, thì bây giờ chúng ta đã có được chuyển sang cổng sạc USB rồi. Đây, chúng ta sẽ cùng quay lại một chút với cả phần cốp xe nhá. Phần cốp xe đây. Đây rồi. Đây là một chiếc xe rất mới vừa được mang vào nên tôi cố gắng gửi tới quý vị các bạn ngay những cái bài đánh giá. Thế cho nên là các cái phần linh kiện ở đây cũng chưa được lắp vào đầy đủ để chúng ta có thể theo dõi được. Với cái việc mà chuyển cái bình xăng từ phía dưới yên chuyển lên phía trên thì chúng ta đã có những cái khoảng không gian tốt hơn ở bên trong khoang cốp để chúng ta để đồ. Và với cái dung tích trước đây là chỉ để được một mũ 3/4 thôi và rất khó để những cái vật dụng khác, thì bây giờ chúng ta đã có thêm một khoảng không gian ở đây để những cái vật dụng nhỏ hơn. Và cái phần dung tích cốp ở đây các bạn có thể nhìn thấy là nó đã rất rộng. Nó rộng hơn nhiều so với cả thế tiền nhiệm, phải không ạ? Nó có thể sẵn sàng sòng phẳng cạnh tranh với đối thủ cực kỳ sừng sỏ, chiếc Honda Lead. Tôi gọi đối thủ trêu vậy thôi, nhưng mà chỉ trong cái không gian để cốp vậy thôi các bạn nhé. Đấy, ngay tới phần yên ở đây cũng đã được thiết kế lại. Nó được mở rộng hơn và dài hơn một chút, nhờ cái việc các kỹ sư thiết kế của Honda đã tăng cái khoảng cách trục bánh xe của chiếc xe này. Với cái việc tăng cái khoảng cách trục bánh xe đó thì chúng ta sẽ có một mẫu xe tay ga di chuyển ở trong thành phố nó ổn định hơn, vào cua nó cũng chắc chắn hơn. Và đặc biệt là cái phần yên xe này nó cũng có được cái sự thoải mái hơn khi mà chúng ta vận hành. Phần yên xe phía sau thì trước đây những mẫu xe SH có cái kiểu thiết kế yên ngồi ở phía sau nó khá là trơn, phải không các bạn? Thì bây giờ đã có những cái phần nhám và có những cái phần cải ở đây. Và tôi tin chắc rằng với những cái trải nghiệm của người ngồi phía sau, cái kiểu thiết kế này nó sẽ đỡ hơn nhiều đấy ạ. Nó sẽ cải thiện, chắc chắn là như vậy. Cái phần tay sách, nơi mà nhận được khá nhiều những cái trao đổi thảo luận, thì xin thưa với các bạn là bây giờ chúng ta đã có cái sự thay đổi về mặt thiết kế, nhưng chất liệu thì vẫn là nhựa các bạn ạ. Đó, hơi đáng tiếc một chút phải không? Có lẽ là bây giờ người các bạn tiến ra phần đuôi xe đi thì chúng ta sẽ nhìn được cái phần đèn hậu ở phía sau. Wow. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái kiểu thiết kế này nó đang làm giảm đi cái tính thể thao của những mẫu xe SH. Nhưng mà các bạn có thể thấy không ạ? Đây. Đèn hậu được chia ra làm hai tầng và nó có cái kiểu thiết kế đồ họa khác nhiều so với cả thế hệ trước. Với cái việc vuốt và bo tròn nhiều hơn như thế này thì Honda SH đang hơi mềm đi thì phải, nếu mà so với cả những cái thế hệ tiền nhiệm. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiến xuống cái phần phía bên này đi. Hệ thống phuộc của xe thì đã được tinh chỉnh lại ở phía sau, giúp cho cái trải nghiệm cho người ngồi sau cũng như là cái trải nghiệm vận hành của chúng ta sẽ êm ái hơn. Phía sau chúng ta cũng có cùm phanh của Nissin cùng với cả
hệ thống phanh ABS. Đây. Phần ống xả cũng đã được làm lại bạn ơi. Và cái phần ốp ở đây thì chúng ta có ốp hợp kim. Đó, kết hợp với cả nhựa sần. Nhìn nó cũng có phần bảnh hơn so với cả thế hệ trước đây. Cái điểm mà chúng ta sẽ cảm thấy đây. Cái điểm mà chúng ta sẽ cảm thấy ưng ý nhất, có lẽ tôi vẫn nhấn mạnh lại một chút, đó chính là cái vị trí đổ xăng. Thật ra trước đây đối với những mẫu xe của Honda, đặc biệt là mẫu SH, mỗi khi đổ xăng thì chúng ta sẽ phải mở yên rồi sẽ phải có những cái thao tác nó hơi rườm rà hơn một chút. Thì bây giờ cái vị trí đổ xăng nó đã được chuyển lên đây rồi. Đây là cái điểm mà tôi rất ưng ý trên mẫu xe này. Với những cái chia sẻ với rất nhiều người, với những cái chia sẻ của nhiều người về cái việc hệ thống lốp xe của Honda SH thế hệ tiền nhiệm nó có bị cái hiện tượng trơn trượt một chút khi mà chúng ta vào cua, thì tôi hy vọng rằng ở trên mẫu xe mới này sẽ có cái sự cải thiện về vấn đề đó. Và nó cải thiện đến đâu hay như thế nào thì chắc là phải chờ quý vị các bạn chia sẻ nhiều hơn với chúng tôi. Quý vị các bạn chính là những người trải nghiệm trực tiếp cầm lái mẫu xe của mình. Mời quý vị các bạn có thể tiếp tục ngắm nhìn một vòng chiếc Honda SH 150i 2020 với hệ thống phanh ABS và hệ thống chống trượt HSTC là tùy chọn cho phiên bản quý vị các bạn. Phần giá thì tôi sẽ để ngay ở phía cuối của video nhé. 5.990.000 đồng. The new SH125i and 150i will be officially available for sales at Tech from November 24th, 2019. Mẫu xe SH125i 150